nhãn hiệu iGate. Xin mời ông Trần Đình Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông. VNPT Technology là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghệ, công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông và công nghiệp nội dung số. Công ty đã sản xuất và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng cao như Smart Box, đầu thu kỹ thuật số iGate,